thiện hiện, tánh mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được. Nên nói mười lực của Phật chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Nên nói trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh mười lực của Phật cho đến tánh trí nhất thiết tướng chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bậc dự lưu sanh vào đường ác chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bậc dự lưu sanh vào đường ác chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh Phật Đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau chẳng thể nắm bắt được. Nên nói Phật Đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc dự lưu sanh vào đường ác cho đến tánh Phật Đà chánh đẳng chánh giác sanh lại đời sau chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được. Nên nói dự lưu hướng dự lưu quả chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh Như Lai chẳng thể nắm bắt được. Nên nói Như Lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh dự lưu hướng dự lưu quả cho đến tánh Như Lai chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết chẳng thể nắm bắt được. Nên nói danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh danh tự giả tưởng thi thiết ngôn thuyết chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi chẳng thể nắm bắt được. Nên nói vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh khoảng đầu giữa sau chẳng thể nắm bắt được, nên nói khoảng đầu giữa sau chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh khoảng đầu giữa sau chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh vãng lai chẳng thể nắm bắt được, nên nói vãng lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh vãng lai chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh đi đứng chẳng thể nắm bắt được, nên nói đi đứng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh đi đứng chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh tử sanh chẳng thể nắm bắt được, nên nói tử sanh chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh tử sanh chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện, tánh tăng giảm chẳng thể nắm bắt được, nên nói tăng giảm chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh tăng giảm chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt được, nên nói bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt được, nên nói bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc cực hỷ cho đến tánh bậc pháp vân chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bậc tịnh quán chẳng thể nắm bắt được, nên nói bậc tịnh quán chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh bậc Như Lai chẳng thể nắm bắt được, nên nói bậc Như Lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc tịnh quán cho đến tánh bậc Như Lai chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh thành thục hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nói thành thục hữu tình chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh thành thục hữu tình chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nắm bắt được, nên nói nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh nghiêm tịnh cõi Phật chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được, nên nói bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được.
cho đến tánh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bố thí cho đến bát nhã, ba la mật đa, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông, trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Cho đến tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, Bồ Tát Như Lai ở trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến Bồ Tát Như Lai chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, Bồ Tát Như Lai ở trong cái không, không tánh, tự tánh, chẳng thể nắm bắt được. Nên nói dự lưu hướng, dự lưu quả cho đến Bồ Tát Như Lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả, độc giác hướng, độc giác quả, Bồ Tát Như Lai ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được, vì rốt ráo thanh tịnh.
thiện hiện tánh bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, ở trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, ở trong cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai ở trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bậc tịnh quán cho đến bậc như lai chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai ở trong cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Nên nói bậc tịnh quán cho đến bậc như lai chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh thành thục hữu tình ở trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói thành thục hữu tình chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh thành thục hữu tình trong cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Nên nói thành thục hữu tình chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh thành thục hữu tình ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Thiện hiện tánh nghiêm tịnh cõi Phật ở trong cái không nội chẳng thể nắm bắt được. Nên nói nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nắm bắt được, cho đến tánh nghiêm tịnh cõi Phật trong cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Nên nói nghiêm tịnh cõi Phật chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tánh nghiêm tịnh cõi Phật ở trong đó chẳng phải đã nắm bắt được, chẳng phải sẽ nắm bắt được, chẳng phải đang nắm bắt được vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy quán tất cả pháp đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được rốt ráo thanh tịnh, nên không nương vào đại thừa mà xuất hiện và đi đến, nhưng lấy vô sở đắc làm phương tiện, nương vào đại thừa ra khỏi sanh tử ba cõi, đến trí nhất thiết trí, lợi ích an ổn tất cả hữu tình, đến tận cùng đời vị lai, thường không dừng nghỉ,